sao mình thấy cái mấy cái trang trí này quá đi, nhìn nó cưng gì đâu á các bạn. Và đây là món East Side. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Chicken Channel, mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một món cocktail mà nó liên quan tới lại cái món Southside mà mình đã hướng dẫn các bạn trong video trước. Món này mang tên là East Side. Thì East Side được tạo ra vào năm 2004 bởi George Delgador ở Liberation, New York. Nhưng mà khi mà mới tạo ra thì nó là một cái long drink. Long drink tức là mình phục vụ nó trong một cái ly cao. Nhưng mà về sau thì món này được Chrissy Pop mang về Milk and Honey Bar. Thì Milk and Honey Bar là một cái quán bar rất là nổi tiếng ở New York rồi các bạn. Các bạn có thể biết đến qua cái món cocktail Penicillin và rất nhiều cái món cocktail nổi tiếng khác. Thì từ đây thì cái món East Side này bắt đầu nổi tiếng cho đến tận bây giờ. Ok, bắt đầu pha thôi. Nhớ nhấn like và subscribe nha. Và nguyên liệu để pha món này thì cũng giống như là của Southside luôn. Thì chúng ta sẽ cần một chai rượu gin. Ngày hôm nay thì mình vẫn sẽ sử dụng chai Bombay Sapphire nha. Thứ hai mình sẽ cần một ít lime juice. Thứ ba mình sẽ cần một ít là sugar syrup. Mình pha với tỷ lệ là 1:1. Thứ tư mình sẽ cần là một ít mint. Thứ lá bạc hà. Và thứ năm cuối cùng, cái điểm khác biệt giữa Southside và Eastside đó chính là một ít dưa leo. Ok, mình sẽ bắt đầu pha thôi. Rồi, và mình sẽ shake cái món này lên. Cái này mình sẽ chuẩn bị ly nha các bạn. Sẽ để ly, mình sẽ sử dụng cái ly như thế này. Sẽ để qua một bên. Rồi bây giờ mình sẽ shake. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ dưa leo vào. Và tiếp theo sau đó thì mình sẽ bỏ lá bạc hà vào. Trời ơi, mình rất là thích Southside luôn. Thì mình chắc chắn là mình sẽ thích Northside bởi vì... mình chắc chắn là mình sẽ thích Eastside bởi vì... bởi vì mình cực kỳ thích cái mùi của dưa leo trong rượu gin. Rồi mình sẽ dầm nó ra nha, để cho cái mùi hương của dưa leo với lại mùi hương của mint nó hòa ra. Xíu nữa lắc thì mình sẽ dễ lấy mùi hơn. Rồi cũng như là của Southside luôn thì mình sẽ bỏ vào đây là 60ml của rượu gin. Rồi tiếp theo sau đó là mình sẽ bỏ vào đây là 22.5ml của lime juice, thì tùy vào mỗi bạn thôi. Mình sẽ bỏ vào đây là khoảng 22.5ml. Và tiếp theo thì mình sẽ bỏ vào đây là 15ml của sugar syrup. Rồi, vừa đủ luôn. Và mình sẽ bỏ đá vào và lắc lên thôi. Sẽ double strand cái ly này nha, bởi vì nó có xác của cucumber, nó có xác của dưa leo và nó có xác của mint nữa, nên là mình sẽ double strand. Beautiful. Và mình sẽ trang trí nó bằng việc là mình sẽ cắt những cái lát dưa leo như thế này nha các bạn. Rồi mình sẽ cuộn nó lại. Mình sẽ đơn giản chỉ là để vào đây. Sau đó là mình xoay nó để mà nó tạo thành những cái cuộn thật là đẹp.
giờ thôi. Quá đẹp luôn. Còn hái này là mình làm sẵn rồi. Cho nó lẹ chứ quay video lâu lắm. Rồi mình sẽ đâm qua như thế này. Ui dạ đau. Cái này thì mình cũng vậy luôn, đâm qua. Và mình sẽ làm thêm một cái thao tác nữa để trang trí, đó chính là mình sẽ cắn những cái lá mint vô trong cái cuộn này. Đó. Dễ thương chưa? Đó. Beautiful. Rồi quá cưng luôn. Rồi sau đó là mình sẽ gác lên miệng ly thôi. Và đây là món East Side. Ok. Ôi sao mình thấy cái mấy cái trang trí này quá đi. Nhìn nó cưng gì đâu á các bạn. Ok. Cái mùi dưa leo rất là thơm luôn, cái mùi dưa leo và mùi mint rất là thơm luôn. Thơm quá, thơm quá. Chưa uống luôn. Mà hửi cái mùi mint rất là thơm. Yum. Trời ơi. Trời ơi, sự kết hợp hoàn hảo luôn á. Trời. Gin với mint, với lại lime với lại sugar tạo nên món sour soy là mình đã thấy ngon rồi nha. Trời ơi, thêm dưa leo vô cực kỳ là ngon luôn, trời ơi. Không thể nào không recommend luôn các bạn. Thật sự nó tạo một cái cảm giác rất là thanh mát, mà nó không phải kiểu giống như là mì xì rồi nha. Nó rất là sang trọng, thanh mát, đồ chiên rất là thơm, kết hợp với lại mùi của mint, mùi của cucumber, cân bằng với lại cái vị của chanh và cái vị của nước đường. Ôi trời ơi, đây là một cái món cocktail đây, và với lại sau soi là một cái món cocktail đúng là ít soi dựa theo sau soi để mà làm, nhưng mà nó cái việc mà thêm dưa leo vô nó tạo ra một cái điểm nhấn rất là mạnh luôn các bạn. Beautiful, rất là ngon. Nếu các bạn có chai rượu gin ở nhà, chắc chắn nhất định các bạn phải làm món này. Highly recommend, rất là khuyến khích các bạn làm món này luôn, tại vì nó rất là ngon đúng không bạn. Thanh mát, thơm, tạo cảm giác nó không phải kiểu sảng khoái, uống vô giống như là hero, nhưng mà nó tạo một cái cảm giác sảng khoái từ từ nhẹ nhẹ rất là sang trọng của rượu gin. Và đây là món East Side. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi cái chuỗi video mình đang làm nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Nhớ thử món này nha. Rất là ngon luôn á. Bye bye.